Oh my god, cái này nè, cái này là mấy gấp thú mọi người, nó nhúng nhúng mọi người ạ. Ủa? Anh Nhân, hạt tiêu nè. Hello mọi người, mình là hạt tiêu đây. Hôm nay chúng ta lại có thêm một cái mùa VVPad mới, mùa phòng chơi game sôi động. Như thường lệ thì video ngày hôm nay mình sẽ mở full cái gói VVPad mùa này cho mọi người cùng xem nhé. Nhưng trước khi mở toàn bộ cái gói VVPad mùa này cho mọi người coi thì mình cũng có một số thông tin muốn cập nhật cho mọi người nè. Đầu tiên đó là một tin rất là vui, đó là cuối cùng thì Su Su Đừng Khóc tập 30 sẽ được phát sóng vào chiều ngày mai lúc 18 giờ. Mình biết là mọi người đã chờ rất là lâu rồi đúng không? Cho nên là mọi người đừng quên nốt lại thời gian vào lúc 6 giờ tối mai vào kênh Hạt Tiêu Play để coi công chiếu trực tiếp tập 30 Su Su Đừng Khóc nhé. Ok, và thông tin thứ hai là trong cái bản update sắp tới, chúng ta sẽ có thêm một cái đồ chơi mới, một cái loại đồ chơi phát ra âm thanh vui nhộn. Và ngoài ra thì trong cái tấm hình này mình thấy là có thêm một cái bộ trang phục hình con gấu mới nữa. Cũng như là chúng ta sắp bước qua tháng 12 rồi, có nghĩa là cái bản update sắp tới chắc chắn là cũng sẽ thay cái sự kiện mới, đó là sự kiện Giáng sinh. Có thể nói là cái mùa Giáng sinh là cái mùa mà tiêu hóng nhất ở trong năm, cả ở bên ngoài và ở trong game luôn. Thì không biết là cái mùa update lần này, cái đợt Giáng sinh đợt này thì đảo Kaya sẽ thay đổi như thế nào. Nếu mà mọi người cũng hóng giống như Tiêu á thì mọi người nhớ comment bên dưới cho Tiêu biết với nha. Ok, đó là hai thông tin mà Tiêu muốn chia sẻ cho mọi người. Còn bây giờ thì chúng ta cùng đi vào cái chủ đề chính của video ngày hôm nay. Bây giờ Tiêu sẽ mở full toàn bộ cái gói VVPad mùa này cho mọi người coi nhé. Tại vì là partner cho nên là đợt này Tiêu đã được nhận lại cái gói VVPad cũng như là cái điểm vương miện rồi. Cho nên là Tiêu có thể mở full toàn bộ cái gói VVPad cho mọi người coi luôn. Để cho bạn nào mà có muốn mua cái gói VVPad này nhưng mà vẫn còn đang đắn đo á, thì mọi người có được cái nhìn khách quan và cái nhìn thực tế hơn về những cái sản phẩm ở trong cái mùa VVPad đợt này nha. Đầu tiên là Tiêu sẽ nhận hết những cái quà trong cái ngày hôm nay. Cái phần thưởng đăng nhập ngày hôm nay thì chúng ta có một cái trứng thỏ cưng nè mọi người. Đợt này thì cái mùa VVPad về cộng với là nhà phát hành còn tặng thêm cho Tiêu 200 kim cương nữa, 3.000 điểm vương miện. Đây là gói VVPad. Ngoài ra thì còn có một cái hộp kim cương ngày hôm qua Tiêu chưa có mở nữa, không biết là được bao nhiêu kim cương đây. Oh my god. Oh my god. Really? Thiệt không? Ôi là trời, ôi mọi người ơi. Kiểu giống như là khi mà mình không hề nghĩ tới á, thì nó lại xuất hiện á. Bình thường mở cái hộp kim cương mà rất là cho nhiều kim cương miếng đi, đừng có 7, 8, 9 kim cương, mà thì lúc nào nó cũng toàn là ra ít kim cương. Còn ngày hôm nay mở đại không hề nghĩ là xin bao nhiêu kim cương hết thì nó lại ra 77 kim cương. Đây là lần thứ hai Tiêu được 77 kim cương mọi người ạ. Trời ơi, đã quá à. Sao hôm nay may mắn thế nhờ. Vật phẩm đầu tiên là một cái nón mọi người ạ. Mũ bảo hộ vua chuột chuỗi. Một cái nón hình con chuột chuỗi rất là dễ thương. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cái quần yếm vua chuột chuỗi. Tôi là cao thủ đào đường hầm. Búa tạ phòng chơi game. Cái này là một cái đồ chơi cầm tay thì phải. Nó chắc cũng không có tác dụng gì đâu mọi người ạ. Slam khổng lồ. Hình như đây, cái đây là cái phương tiện di chuyển đó mọi người. Không cẩn thận sẽ bị slam khổng lồ bắt ăn thịt đấy nhé. Cái này hình như là một cái phương tiện di chuyển. Tới hồi nữa mình sẽ đi ra ngoài plaza và mình cởi thử cho mọi người coi nhé. Bảng neon lên level. Lối vào phòng chơi game. Wow, một khi đã vào trong thì sẽ không thể trở ra dễ dàng. Ôi, nhìn xịn nhờ. Những cái đồ nội thất trong cái gói VVPad mùa này Tiêu có thể lắp đặt thêm vào trong cái tiệm nét thanh xuân của Tiêu được nè mọi người. Rất là hợp lý luôn. Khu chụp ảnh cho người chiến thắng. Xịn nhờ. Xịn quá. Khu chụp ảnh cho người chiến thắng. Hồi hộp quá, người chiến thắng hôm nay là kiểu giống như là một cái bục vinh danh cho những ai mà chơi thắng vậy á. Đèn game over. Này là còn ai mà chơi thua thì qua bên cái đèn này đứng đúng không?
Cái này nè, cái này là mấy gấp thú mọi người. Cái này là cái mà Tiêu thích nhất trong cái gói VIP Pass mùa này luôn á. Ôi cưng quá à. Tí hồi Tiêu sẽ lấy ra để cho mọi người coi thử là cái hiệu ứng của nó như thế nào nha. Quá vật sồ. Ôi, cái này là cái gấu. Cái cùng là con gấu. Ok, Tiêu sẽ bận cái bộ đồ con chuột chuỗi vào. Cũng dễ thương á mọi người ạ. Cái bộ đồ trong cái gói mùa này thì Tiêu không đánh giá cao cho lắm. Đó, mấy cái đồ chơi mà cầm tay á, nó hơi vô dụng nhờ. Nó không làm được gì á, nó cầm cho vui thôi à. Thà là thay vào đó là cái cần câu hay là một cái nội thất á, thì nó sẽ có giá trị hơn. Chứ cầm trên tay ít khi mà cầm tay chơi lắm. Ok, Tiêu sẽ đi ra ngoài plaza và chạy cái xe cho mọi người coi nhé. Để xem thử là cái xe này tốc độ bao nhiêu nha. Tốc độ 2.5 là nó rất là chậm luôn á. Slam khổng lồ. Nó nhúng nhúng mọi người ạ. Nhìn vui nhờ. Nhưng mà nó chạy chậm lắm. Tốc độ của nó có 2.5 mà. Cái này hình như có chở được người ấy mọi người. Đó, có một cái bạn chui vô rồi này. Nếu là nhân vật nhỏ thì nó sẽ quay vòng vòng ở trong cái slam này nè. Ồ, khi mà để nhân vật to lên á thì nó sẽ là đứng lên. Cái dáng của nó giống như là cái đĩa bay á mọi người. Cái dáng ngồi ở trong cái slam này nó giống như là cái đĩa bay á mọi người. Ok, bây giờ mình sẽ về lại nhà và mình lấy những cái nội thất ở trong cái mùa này ra cho mọi người coi nhé. Mình lấy cái máy gấp thú ra cho mọi người coi nhé. Mình rất là thích cái máy gấp thú luôn á. Con gấu nè. Ồ, con gấu phát sáng mọi người ạ. Cái này là cái bảng, cái cổng. Cái cổng này. Ồ. Cái máy gấp thú to thế. Cái bột chiến thắng nè. Ồ, xịn quá. Nhìn xịn sò vãi. Ồ. Đến gần con gấu là nó phát sáng nha mọi người. Cái đèn này. Máy gấp thú. Ủa? Ủa, alo? À, dễ thương quá à. Tôi tưởng là khi mà mình bấm vào cái nút đó thì cái cục đồ gấp nó sẽ di chuyển và nó gấp cái con vịt lên. Ai ngờ mình bị nhảy vô trong cái đồ luôn mọi người. Đáng yêu quá à. Ôi, đáng yêu thiệt đấy. Hay á. Ồ, đứng ở trên cái bục người chiến thắng là đứng nhảy qua nhảy lại, nhảy qua nhảy lại. Giống như là lúc mà mình chơi mini game á mọi người. Xong rồi đứng xếp hạng ở trên mấy cái bục á. Xong rồi mình cũng làm mấy cái hành động á mọi người. Xịn nha, mấy cái đồ này Tiêu sẽ đặt vào trong cái tiệm nét thanh xuân của Tiêu. Là nó sẽ xôm hơn nữa mọi người ạ. Ok, theo đánh giá tổng quan của Tiêu thì cái mùa VIP Pass đợt này đúng là cái món mà Tiêu yêu thích nhất, đó là cái máy gấp thú này nè. Cái máy này rất là xinh và rất là lạ luôn á. Và cái bộ đồ đợt này á, thì nó cũng dễ thương nhưng mà nó cũng không quá là đặc biệt cho lắm. VIP Pass mùa này Tiêu cho là 8 trên 10 điểm. Còn mọi người thì sao? Mọi người đánh giá cái mùa VIP Pass mùa này như thế nào? Mọi người cho mấy điểm? Mọi người comment ở bên dưới video này nha. Ok, tiếp theo là Tiêu sẽ chọn và đọc 3 comment hay nhất ở trong cái video trước. Comment đầu tiên là của bạn ST Luna Kun. Hộp hồng trà em nói với chị em tức muốn xỉu luôn á. Trời, em thì đang thiếu có mỗi cái áo thôi à. Nói ra toàn là đồ tào lao không à. Đúng rồi, mở hộp là nhân phẩm mà mọi người. Cái đó là hên xui thôi à. Vẫn còn một ngày để mở hộp Black Friday rất là rẻ đó mọi người. Cho nên là mọi người có cái hộp nào mà mọi người yêu thích á, mọi người hãy tranh thủ mở trong cái thời gian này đi nhá. Tiếp theo là bình luận của một bạn, đó là Én yêu Angel, chị có làm su su đừng khóc nữa không? Thì như là Tiêu đã nói ở trong đầu cái video này thì Tiêu vẫn đang làm su su đừng khóc mà mọi người. Su su đừng khóc chưa có hết. Và ngày mai chúng ta sẽ có một tập mới, đó là tập 30, phát sóng vào lúc 6 giờ tối mai. Mọi người nhớ đón xem nhé. Cuối cùng là một cái comment rất là dài của bạn WSC Uta.
bạn này thì ở trong mỗi cái video của Tiêu bạn comment rất là dài, và bạn kiểu giống như bạn coi video tới đâu là bạn comment tới đó luôn á mọi người. Tiêu rất là thích đọc comment của bạn này. Hai, mới vô chưa coi xong mà thấy đoạn đầu bà hên thấy sợ luôn ý. Không biết mọi người sao chứ trước tôi chơi Play Together, tôi bốc thăm hợp lễ tình nhân không bằng một góc của Tiêu. Tiêu và mọi người biết ra gì không? Trả lời cho tôi để xem ai đúng nào. Coi bà Tiêu mở mà thấy cái đồ hiếm, thấy bà bị trùng mà muốn xin một cái ghê. Tiêu cho được là Tiêu cho luôn á. Mấy cái đồ hiếm Tiêu có vui quá trời. Bây giờ để thì cũng không mặc, mà tái chế thì cũng tiếc. Công nhận là Tiêu quá hên. Ồ, Tiêu cũng công nhận là dạo này Tiêu mở hộp rất là hên luôn á. Mở ra toàn đồ hiếm đồ xinh, u mê những món đồ của Tiêu, mà cũng u mê Tiêu nha. À, hôm nay tôi có một câu thính từ một bài hát, để cuối comment tôi thả thính nha. Mà nay Tiêu chơi lớn thế, hồi còn chơi tôi quý từng viên kim cương không dám mở. Hôm nay sinh nhật tôi, mong được Tiêu chúc. Tiêu mở mấy cái món sự kiện đó thấy cũng xinh, ấm cúng mấy. Đồ còn siêu xinh cute như Tiêu vậy á. Thính nè, thức khuya tôi tỉnh bằng trà, yêu Tiêu tôi trả bằng tình được không? Cái bạn này bản comment rất là dễ thương luôn á mọi người. Mỗi lần mà đọc những cái comment kiểu như thế này là Tiêu rất là kiểu như Tiêu cứ tự ngồi Tiêu tủm tỉm một mình á mọi người. Không biết là sinh nhật của bạn đã qua chưa, nhưng mà hôm nay Tiêu mới đọc được cái comment này, cho nên là dù nếu mà có muộn thì Tiêu cũng gửi lời chúc mừng sinh nhật đến bạn nhé. Happy birthday. Ở video tiếp theo thì Tiêu sẽ tiếp tục lựa 3 comment để đọc ở cuối video, cho nên là mọi người hãy comment những cái ý kiến của mọi người về cái video, hoặc là những cái lời nhắn nhủ của mọi người muốn nhắn cho Tiêu thì mọi người hãy comment ở bên dưới video này nha. Ok, cảm ơn mọi người đã xem đến hết video ngày hôm nay. Mọi người đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để Tiêu mau mau lên được 100k sub nhé. Ngoài cái kênh Hạt Tiêu Play chuyên làm về game ra thì Tiêu còn có một cái kênh để làm vlog, đó là Tiêu Chiêu Chiêu. Nếu mà bạn nào chưa có nhấn subscribe cái kênh này á thì mọi người cho Tiêu một cái subscribe luôn nhé. Ok, hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nha. Bye bye. Bye bye.